Hey, xin chào mọi người, mình là Doris. Hôm nay mình sẽ kể bạn nghe câu chuyện kinh thánh về một chuyến nghỉ mát dài 3 ngày mà không phải là 3 ngày bình thường đâu nha. Bạn có đoán được đây là ai không? Có một người tên là Jonah, ông là tiên tri của Chúa. Tiên tri là người nói cho mọi người biết Chúa phán gì và Ngài muốn họ sống như thế nào. Một ngày kia, Chúa có một nhiệm vụ dành cho Jonah. Hỡi Jonah, hãy đi đến thành Nineve và nói cho họ biết về tội lỗi của họ. Nhiệm vụ này không phải là nói điều ông muốn với những người ông yêu quý, nhưng là nói điều ông không muốn với một dân tộc, một thành phố mà ông không thích chút nào, thành Nineve. Jonah hoàn toàn không đồng ý với kế hoạch này của Chúa, và vì vậy, ông đã lên tàu để đi đến một chuyến hành trình thật xa. Trong chuyến hành trình đó, Chúa đã dùng một cơn bão, những thủy thủ đoàn xa lạ và cả một con cá khổng lồ để kéo Jonah lại với Ngài. Bạn biết không, Chúa chẳng hề bỏ mặc một người nào, Chúa không bỏ mặc Jonah bướng bỉnh và Ngài cũng không bỏ mặc dân thành Nineve đang sống trong tội lỗi. Chúa có chương trình tốt lành và chương trình đó bắt đầu kể từ khi chúng ta quay trở lại cùng với Ngài. Khám phá câu chuyện Jonah cùng mình nhé. Bạn có thể mua bộ truyện này cho chính mình vì không bao giờ là quá con nít để mua một cuốn truyện kinh thánh màn hình. Bạn có thể mua cho các bạn nhỏ xung quanh hoặc có thể mua để ủng hộ những dự án truyện kinh thánh sắp tới của Doris. Click vào đường link bên dưới và hẹn gặp bạn. Bye!